Xin chào anh chị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Tâm. Clip này Tâm chia sẻ với anh chị một thông tin cực kỳ hot, đặc biệt trong bối cảnh thị trường bất động sản đang gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên là chúng ta vẫn tìm đâu đó những cái cơ hội, và đặc biệt là quá trình tan băng bất động sản có thể đang diễn ra. Và những người đi đầu thì không ai khác, đó chính là các chủ đầu tư bất động sản. Thì những chủ đầu tư mà những doanh nghiệp mà có đủ tiềm lực để có thể rá băng được, thì sau khoảng tầm hơn 2.000 căn hộ Glory 2 ở quận 9 đang được bán với sức hấp thu của thị trường cũng rất là tích cực, thì Vingroup, chúng ta nói đúng Vinhome thì nó đúng hơn anh chị, thì đã chuẩn bị cho một làn sóng mà có thể gọi là, như Tâm chia sẻ với anh chị rất là nhiều, là trong mỗi chu kỳ, mỗi giai đoạn thì nó luôn có những cái phân khúc mà nó sẽ sốt và nó sẽ tắt ngay. Nó thường là sẽ trong một giai đoạn, chỉ xuyên suốt trong cái chu kỳ vừa rồi thì anh chị để ý thì chỉ có đất nền. Đất nền là nó tăng tương đối là đều đặn, và có lúc nó trứng nhưng mà có những lúc là nó sốt nóng, và nó là những cái sản phẩm duy nhất mà có sóng đi sóng lại trong một chu kỳ. Chứ còn những cái loại hình khác, sản phẩm khác như là chung cư này, các bất động sản nghỉ dưỡng này, các loại sản phẩm đất công, đất sàn này, thì các cái loại hình đó như là condotel rồi đó, thì nó vẫn chỉ là những cái sản phẩm mà nó chỉ sốt trong một đợt, trong một chu kỳ thôi. Và Vingroup thì sau khi thí điểm bằng loại rá băng thị trường bằng cái loại hình sản phẩm căn hộ ở thực, thì ngay lúc này những cái công tác chuẩn bị rầm rộ mà Tâm theo dõi được. Tâm thì không có đi sâu bởi vì Tâm không có làm cho đại lý của Vin, nhưng mà thông qua những cái chia sẻ của những anh chị em ở trên mạng xã hội, thì Vingroup, cái phân khúc tiếp theo mà Vingroup đánh đó chính là loại hình căn hộ du lịch, căn hộ nghỉ dưỡng, căn hộ để ở luôn anh chị, có thể gọi như vậy. Bởi vì sản phẩm này là nó mang được những cái đặc thù, đều có thể ở, kinh doanh và cho thuê đều được anh chị. Và đó là 10.000 căn hộ ở Phú Quốc. Và đặc biệt là anh chị lưu ý là nó sở hữu 50 năm thôi nhé. Đây là một loại hình sản phẩm có thể gọi là căn hộ du lịch hoặc là căn hộ ở có thời hạn anh chị. Cái này thì chưa đi sâu, nhưng mà anh chị nhìn trên cái sơ đồ này, anh chị thấy nó nằm ở ngay vị trí của Grand World Phú Quốc. Ở đây thì có các cái shop house, các khách sạn mà anh chị thấy là những anh chị đi du lịch Phú Quốc là hay check in những cái tòa nhà có nhiều màu sắc đó anh chị. Thì nó ở khu vực này. Và những cái quỹ đất còn trống này, đó chính là những cái dự án về căn hộ. Khả năng cao Tâm nhận định thì đây là những cái căn hộ mà sở hữu có thời hạn 50 năm, và nó sẽ là căn hộ thiên về du lịch. Và cơn sóng mà Vin ra hàng lúc này thì cũng có nhiều băn khoăn anh chị. Tâm cũng không hiểu sao trên một cái thị trường xa, và đặc biệt là ở đảo, ở Phú Quốc như vậy, mà Vingroup lại đánh vào thị trường ngay lúc này. Và liệu là cái chiến lược ra hàng sản phẩm như thế này thì có đúng hay không, thì Tâm cũng nghĩ rằng là bộ phận nghiên cứu, bộ phận phát triển dự án của họ là cũng nghiên cứu rất là kỹ cái thị trường này. Và cái giá bán Tâm nghe đâu đó nó chỉ khoảng hơn 1 tỷ một căn. Đây là một mức giá cũng rất là mềm và rẻ. Thì anh chị biết là Phú Quốc là một cái vị trí rất là quan trọng, không chỉ về du lịch đâu anh chị, nó về vị trí chiến lược, về quân sự, về phát triển kinh tế, và nó ảnh hưởng rất là nhiều. Thậm chí là nhiều thông tin là trước đây còn cho rằng Phú Quốc là từng, thực ra nó là một cái phần đất mà thuộc sở hữu của Khmer Campuchia anh chị. Nhưng mà sau đó là vài trăm năm trước thì anh chị biết là, Tâm nhớ không nhầm thì đó là Mạc Kiểu đúng không anh chị, là khai phá vùng đất Hà Tiên, Kiên Giang ngày nay anh chị. Thì chúng ta đã sở hữu được cái vùng đất này, gọi là lấn anh chị. Thực ra là cái quá trình mà phát triển mở rộng đất nước thì xưa nay thì nó vẫn vậy anh chị. Và
anh chị đừng nghĩ là thời điểm này là nó sẽ ngừng lại, nó không không tiếp diễn nha anh chị, không phải đâu. Chiến tranh nó sẽ luôn và liên tục xảy ra, và chúng ta chỉ là đang sống trong một cái chấm ở trong một cái con đường thời gian thôi. Và chắc chắn là cái quá trình mà xâm chiếm này, quá trình là thôn tính, chiến tranh, mở rộng lãnh thổ của các quốc gia, các cường quốc thì nó sẽ luôn xảy ra. Và chúng ta hy vọng rằng trong cái thời kỳ thời đại của chúng ta thì nó không không diễn ra mạnh thôi, không có chiến tranh thế giới thứ ba thôi, chứ thực ra nó luôn xảy ra, cái này là không thể chối cãi đâu anh chị. Và quay trở lại Phú Quốc thì nó là một cái vùng đất mà du lịch tiềm năng, và hầu hết các anh chị, các công ty mà làm, mà anh chị làm nhân viên cho họ trong thời gian mà lâu năm hay là định kỳ hàng năm hay là anh chị xuất sắc thì anh chị đều được du lịch ở Phú Quốc. Thì Tâm cũng may mắn thì Tâm đã đến Phú Quốc rồi, và Tâm thấy Phú Quốc là nó thường nó phát triển các cái dự án căn hộ khách sạn nó quá là sớm và nó quá là nhiều anh chị. Hiện tại thì cái lượng cung và cái lượng sản phẩm căn hộ khách sạn, căn hộ du lịch, các tòa nhà khách sạn ở Phú Quốc có vẻ là dư thừa và rất là nhiều, và nó xây thậm chí có những cái tòa nhà nó vẫn đang bỏ không anh chị, và nó xây đâu đó nó lấn sát hết cả biển ra, và thậm chí là những hòn đảo gần xung quanh thì cũng các chủ đầu tư người ta cũng đã phát triển luôn. Và liệu rằng là những 10.000 sản phẩm này thì nó có tiếp cận được cái lượng khách hàng và các nhà đầu tư thì người ta có tin tưởng được không? Thì Tâm theo số liệu mà Tâm biết thì Phú Quốc nó đâu đó khoảng gần 200.000 dân, Tâm nhớ như đâu đó 180.000 gì đó, đó là dân gọi là dân mà cư trú anh chị, thường trú ấy. Còn khách du lịch thì nó nhiều lắm, khách du lịch ở Phú Quốc xưa nay chúng ta nổi tiếng là một trong những điểm mà thu hút khách du lịch hàng đầu Việt Nam rồi anh chị. Nó đâu đó một năm thì cũng phải tầm 5 triệu lượt người, là một con số rất là lớn. Và lượt nha anh chị, lượt ấy, thì có người là đi 2-3 lượt, hoặc là nói chung cứ một lượt đi vào Phú Quốc thì người ta sẽ thống kê và người ta sẽ cho ra con số. Thì đây là một cái lượng khách rất là tiềm năng, và nó mang tới rất là nhiều cái giá trị về kinh tế, về du lịch. Và nhưng mà cái việc phát triển các cái dự án ở Phú Quốc mà nó tràn lan ấy, nó không 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 trọng điểm ấy, thì nó sau này nó người ta đi thì người ta cũng sẽ ít có cái tỷ lệ mà quay lại vậy. Và nhưng mà tạm thời thì Tâm vẫn cho rằng Phú Quốc vẫn là một địa điểm du lịch tốt. Và với cái 10.000 căn hộ của Vingroup này thì với giá trên 1 tỷ thì có bán được hay không? Vấn đề là thực ra thì chúng ta chờ thì chúng ta sẽ thấy thôi, thị trường còn vài tháng cuối năm, 4 tháng cuối năm thì chúng ta sẽ thấy những cái dự án căn hộ này nó sẽ ra hàng. Nhưng mà theo cá nhân Tâm ấy, nếu với cái tầm giá trên 1 tỷ thì Tâm nghĩ là căn hộ ở đây bán được, mặc dù nó con số 10.000 căn. Để hiểu 10.000 căn nó lớn như thế nào thì anh chị đi vào thành phố Hồ Chí Minh, anh chị biết ngay một cái dự án của Vingroup đã từng triển khai, đó là Vinhome Central Park ở ngay Tân Cảng Bình Thạnh, anh chị, ngay cầu Sài Gòn đấy. Đó là một dự án có quy mô 10.000 căn. Còn so sánh với Vin Grand Park quận 9 thì nó bằng 1 phần 4 thôi, bên đó 44.000. Thì Vin Bình Thạnh thì chắc chắn là nó full rồi, full là cho thuê và tỷ suất đồ đấy nó rất là cao, và nó là vị trí trung tâm của dân cư. Còn cái dự án này thì gần như là anh chị hỏi là có ai mua mua để làm gì ấy, thì Tâm cũng thấy một số anh chị chia sẻ rằng là mua ra làm cư dân, sáng đi đánh cá, tối mang tối đi đánh cá, sáng mang cá ra chợ bán rồi lại về ngủ trên căn hộ đó. Cái này đùa thôi anh chị, chứ thực tế là cái căn hộ này nếu mà đánh vào cái nhu cầu ở ấy, nhu cầu thường trú của những cái người mua ấy, những nhà đầu tư ấy, thì gần như sẽ không bán được. Căn hộ này bán chắc chắn là chủ đầu tư phải có những cái chính sách về này. Tâm nói không biết là tương lai anh chị xem có đúng, có kiểm chứng không, thì là những người mua ấy, là nếu mà nó có nhằm mục đích về chính trị ấy, tức là cái lượng dân cư Phú Quốc hiện tại đang đang tỷ lệ ít anh chị, thì nếu mà nó muốn tăng cường dân cư ở đất liền ra ấy, thì nó phải là những cái chính sách khác và những cái pháp lý nó khác, chứ không phải là 50 năm. Nhưng mà cái đó thì Tâm nghĩ là nó thiên về quốc phòng nên những cái yếu tố đó nó không phải là quan trọng quá. Với cái sự ảnh hưởng của Campuchia thì Tâm nghĩ là không quan trọng quá. Còn thiên về cái này là chủ đầu tư nó bán để nó thu tiền, nó thu vốn ấy chị.
nó tăng lợi nhuận thôi. Thì cái loại hình căn hộ này thì tâm lý thiên đánh về những nhà đầu tư mà mua để cho khai thác, cho thuê. Những cái khách hàng mà Tâm nói là khoảng 5-6 triệu lượt khách du lịch mà đến Phú Quốc hàng năm đấy. Thì bởi vì sao, là bởi vì cái khu vực này thực ra là hiện tại thì nó vẫn còn sơ sài và nó còn trống lắm á chị. Các cái shop house ở trên Grand World Phú Quốc này thì nó kinh doanh cũng đang ở cái mức gọi là rất là ít, rất là kém. Xung quanh thì cũng có khách sạn này, bây giờ có casino này, anh chị nhìn đây anh chị thấy luôn này, có bãi biển tắm này. Nói chung là chừng nào mà những cái dự án, các cái shop house, các cái loại khách sạn của Vin này nó full, và Tâm cũng có nhiều khách hàng mua biệt thự của khu vực này và chủ đầu tư cam kết cho thuê anh chị, thì chắc chắn là cái loại căn hộ mà bán đó phải là bán với mục đích để cho nhà đầu tư kiếm tỷ suất cho thuê, và lâu lâu họ ra họ nghỉ dưỡng thì tâm nghĩ là sẽ bán được với cái giá là hơn 1 tỷ. Tất nhiên với số lượng 10.000 căn thì chúng ta nói bán được, nhưng mà bán được bao nhiêu? Bán được ở đây thì tâm nghĩ là bán được khoảng 50%. Đó là con số mà tâm ước lượng, thì anh chị cứ từ từ ước tính. Nếu mà trong khoảng thời gian 1 đến 2 năm thì tâm nghĩ con số bán được lúc đầu chỉ khoảng 50% thôi. Giá trên 1 tỷ chứ thực ra nó cũng trên 1 tỷ là những căn studio hay là những căn nhỏ thôi anh chị. Gọi là nếu mà pháp lý cũ người ta gọi là condotel, nhưng mà giờ này nó có vẻ là tháo gỡ rồi. Thì còn những căn lớn hơn, hai phòng ngủ, ăn ngủ chắc chắn phải 2-3 tỷ rồi, chứ làm gì có cái chuyện rẻ. Và anh chị biết rồi, Vin thì không có chuyện bán rẻ đâu. Cái giá của Vin là cái giá của thương hiệu, cái giá của chất lượng quản lý, và chủ yếu là nói chung là thương hiệu và sự phát triển đồng bộ. Thì anh chị để ý rồi, anh chị đầu tư vào những cái căn hộ của Vingroup thì anh chị không bao giờ sợ rủi ro về pháp lý này, không bao giờ sợ rủi ro về tiến độ, không bao giờ sợ rủi ro về việc và không ra sổ, hay là xây chậm này, không ra sổ này, không bàn giao đúng hạn này, mà nó còn nhanh hơn anh chị. Và Vin là một cái chủ đầu tư có tiềm lực, nên những cái việc đó thì anh chị không phải lo. Còn cái việc anh chị mua là chủ đầu tư khai thác cho thuê hay là cam kết lợi nhuận như thế nào thì chúng ta cùng đợi thôi. Chắc chắn nó sẽ có chính sách, và cái chính sách thanh toán nữa anh chị. Trong cái thời buổi này thì chắc chắn phải có những cái chính sách ưu đãi cực kỳ tốt thì chủ đầu tư mới bán, mới thu tiền về được. Như khẳng định là Vin thì nó là uy tín rồi, không chủ đầu tư nào ở Việt Nam mà làm bất động sản mà uy tín bằng Vin đâu anh chị. Nếu anh chị mua sản phẩm của Vin thì anh chị đã hiểu rồi, các cái dự án của nó rất là đồng bộ. Và cái việc bán các cái dự án căn hộ này là nó để đáp ứng một cái lượng lượng khách mà vui chơi giải trí ở khu vực này luôn. Tuy nhiên thì như Tâm nói rồi, nó phải khai thác hết cái công suất của các cái khách sạn và các cái shop house ở khu vực này đã. Chứ còn hiện tại thì nó cũng đang tương đối là vắng. Nên nếu mà nhà đầu tư mua ấy, thì Tâm nghĩ là trừ khi chủ đầu tư trả đúng cam kết, chứ còn lại việc anh chị khai thác ở thì không nói nhé, anh chị ở ngắn hạn, ở tạm thời gì đó không nói. Còn anh chị mà khai thác cho thuê ở trong cái giai đoạn khoảng 3 năm tới trở lại đây thì Tâm nghĩ là không có nhiều cái giá trị để anh chị khai thác và có được tối ưu lợi nhuận đâu. Tâm nghĩ là xác suất để căn hộ mà anh chị bỏ trống ấy thì rất là cao. Đó là những cái chia sẻ của Tâm, thì nó cũng mang tính là chủ quan của cá nhân thôi, chứ thực sự thông tin hiện tại thì nó cũng chưa phải là nhiều, nên anh chị nghe để tham khảo thôi. Và Tâm cũng hy vọng rằng Vin nó sẽ bán thành công, và đây là một cái làn sóng, có thể là biết đâu là trong chu kỳ mới nó là cơn sóng bất động sản căn hộ ở trung tâm ở thực là cái thứ nhất. Đó là sóng thứ nhất, và sóng thứ hai là đánh vào bất động sản nghỉ dưỡng như những giai đoạn của sóng trước anh chị. Giai đoạn sóng trước là đất nền phân lô, rồi đến căn hộ ở thực, sau đó là đến bất động sản nghỉ dưỡng đó anh chị. Nó có từng giai đoạn đó. Tất nhiên đất nền phân lô thì nó kéo dài, còn những cái loại căn hộ ở thì nó cũng tương đối. Còn biệt thự nghỉ dưỡng thì nó đâu đó Tâm nhớ là giai đoạn 2016-2017 là loại nghỉ dưỡng phát triển rất là mạnh, và người ta bán căn hộ, bán những cái căn biệt thự biển, bán những cái loại căn hộ shop house rồi căn hộ du lịch là rầm rộ, condotel rầm rộ. Giai đoạn đó Tâm thấy môi giới thành công và kiếm được rất rất nhiều tiền từ cái việc dẫn nhà đầu tư đi ra đảo xa đấy. Thì Tâm hy vọng rằng là clip này chia sẻ với anh chị để anh chị có thông tin khách quan, và hy vọng rằng Vin không đưa 10.000 nhà đầu tư ra đảo xa. Cảm ơn anh chị. Nếu anh chị thấy clip này hay và có ý nghĩa, ủng hộ Tâm một lượt like, một lượt đăng ký. Cảm ơn anh chị.